Rồi, anh em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì em hãy đi bán bánh mì, em cũng rảnh bữa sáng rồi quay lại cho cả nhà xem nha. Đây là cuộc sống mưu sinh hàng ngày của em Hải. Giờ em đang lấy bánh. Đây là bánh mì không nè. Bánh cam nè. Và bánh ở miền Tây ngon lắm cả nhà. Bánh bò nướng, xào, bò, bò nhiều màu, bánh bò tiêu ha, xôi bắp hầm. Ở đây thì mấy cô ở đây là bảo mối và em Hải. Ở đây là chợ Thượng Ngang cả nhà. Em Hải đang vô bánh. Rồi thấy đủ đồ cho em. Đủ rồi ha, thấy bún bò, phở bò rồi ha. Rồi, thì bây giờ thì hai anh em cũng đi bán luôn cả nhà ơi. Thì mời cả nhà cùng theo hai anh em đi trên đoạn đường quê nha. Giờ thì em đã tới cổng tạm cửa cổng Cần Công. Đây là sông Cầu An cả nhà. Hướng đi ngoài đó là tới thu được một không thấy đường mà chỉ cái đó luôn. Mình nói đường mình đó là đường em Hải đang bán cái này. Tối thì vui luôn. Ngoại ngoại ăn gì ngoại ơi? Ăn bánh mì thịt nổ rồi đi. Bún đèn nướng rồi. Dạ. Bún đèn nướng 12 nè. Bún đèn nướng 12. Ăn bún đèn nướng 12. Bữa nay bỏ bún riêu rồi. Cảm ơn ngoại nha. Thank you.
Đi đâu nhiều sớm vậy mới nó hỏi dục chứ. Vậy nó hả? Nó đi trốn mặt hết trời, nó gầy mấy tháng rồi. Đi muốn hỏi, tháng ngày nó quần quần quần. Tôi khùng á, chị bứng cho bà ba bứng cây chuối. Bây giờ khô bên nó trên chưa hay vậy. Bây giờ da thấy mịn đó. Cái ôi chồng gì nữa chị, nó mơ gà nó ăn hết trơn. Em nói thầy hả? Ừ, mấy chú nó ăn hết trơn. Bữa đó nó chẳng ăn, em gái giữ con gà với con nó lộn. Gái nó trốn nó lộn. Tôi là giờ vô đây chó dí quá cả nhà, nãy giờ chưa quay được cảnh nào chứ chó nó vượt qua. Tại đây là đường chỗ lạ đó cả nhà, không phải đường em đi bán hàng ngày nên chó nó không quen. Mỗi bánh mì lúc này trời mau sáng lại nè, hồi trước đi giờ này tối thui rồi.
mà giờ này là còn tới tôi à. Không có hành. Còn đó trong nữa ha. 3, 6, 4, 5. Sai, bất hợp, vì thật, vì không đây. 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 Cái mấy chỗ này là mấy chỗ hôm trước là hai anh em đi đi chạy đây nè cả nhà. Đây là chuẩn bị là lên clip cái người ta trồng cây nè cả nhà. Thì ta cũng có xây một cái nhà cho đó cả nhà. Thì bây giờ không có cho chạy nữa, nên không có xuống đây chạy nữa. Thì lúc trước chạy đây là tép lại mấy tôm lóng gì nào nhiều lắm cả nhà.
mà thấy mặt tươi tỉnh dữ ha. Ừ, này chạy bên kia nữa là có dựng cơm ai bên đây hết à. Ừ, tranh thủ chạy đi em ơi. Ừ, để bán được quá cả nhà, bán được là mặt tươi tắn liền à. Rồi, bữa nay em Hải bán tới đây cũng được còn đứng ít cả nhà ơi. Chúng tôi chạy qua bên kia nó là hết rồi ha. Thì giờ anh cũng đi về nhà đi chợ mua đồ quay cho bên khối bình dường ha. Rồi giờ còn nhiêu đi bán nha. Rồi rồi, cả nhà ơi, thì hôm nay là một buổi trải nghiệm cũng như là một cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày của em Hải. Thì em cũng quay lại cho cả nhà xem. Hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ cho em Hải cùng kênh của em nha. Thì em cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này. Và em cũng xin khép lại video tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn vào video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi giờ em đi bán nha. Dạ. Rồi chúc mua may bán đắt nha. Cảm ơn anh. Rồi, như đây nó đi bao bên chỗ chú Hai bánh là hết rồi. Dạ. Em đi anh ơi.